Thì lệnh này mình win nè, thấy không? Các bạn thấy vốn mình nó tăng lên không? Với cách này thì các bạn hoàn toàn có thể kiếm được 200k mỗi ngày nha. Đây là một cái lỗ hổng từ sàn ra và mình phát hiện được, mình muốn chia sẻ với các bạn nha. Bây giờ thì các bạn sẽ vào một trò chơi nè, sau đó các bạn sẽ chọn cái trò chơi này nha. Rồi, thì ở đây mình có để công thức ở bên góc tay trái này, các bạn áp dụng vào là được nha. Thì với 200k mỗi ngày các bạn thủ cho mình vốn từ 200 đô nha. Ở đây thì mình cũng có cái bảng trả thưởng dành cho các bạn này, các bạn hãy xem và thực hiện thì các bạn sẽ nhận được phần thưởng nha. Bây giờ mình sẽ vào mục lịch sử nè. Mình sẽ áp dụng công thức và mình loại nha. Ở đây thì mình sẽ loại con số 0 là chắc chắn nè. Và hai cặp trùng của nó sẽ có cặp 8 nè, cặp 1 và cặp 4. Thì mình sẽ lựa hai trong ba cặp trùng này nha. Thì ở đây mình sẽ loại cái cặp 8 và cái cặp 1 đi ha. 0, 8 và 1 nha các bạn. Mình đi 2 nè. 0, 8, 1 thì mình sẽ đi những cái còn lại. Ở đây thì nó có cái trường hợp là nó có hai cặp trùng hoặc là ba cặp trùng, thì mình sẽ lựa hai cặp trùng thôi nha. Hai trong ba cặp trùng này mình lựa hai cặp trùng thôi, và con số đầu tiên là chắc chắn mình sẽ loại nha. Đó, đó là cái phương pháp. Còn nếu mà trường hợp mà các bạn vào lịch sử bạn xem mà nó không có cặp trùng nào thì các bạn chờ nha, chờ một tí nó sẽ có thôi. Khi nào mà nó đúng với cái công thức này á thì các bạn mới đi nha. Nếu mà cái lệnh này win thì các bạn sẽ kiếm được là 136k nha các bạn. Và thì lệnh này mình win nè, thấy không? Các bạn thấy vốn mình nó tăng lên không? Trường hợp mà cái lệnh 2 đô mà các bạn lót á thì các bạn sẽ đi tiếp tục là cái lệnh 6 đô nha. Với cái lệnh 6 đô này thì các bạn đi cái cách y chang như cái bước đầu vậy đó. Các bạn không cần phải nhìn lịch sử nha.